em có hay nấu tự nấu ăn không? Em ít lắm chị ơi, tại em đi công việc rồi chăm con thôi là hết thời gian rồi. Nhưng mà lâu lâu ví dụ sushi muốn ăn cái món gì đặc biệt á thì em sẽ nấu. Em có hay thích ăn đồ Thái không? Em thích lắm luôn á, tại vì cái vị của em á là cái vị vừa chua vừa cay. Nên là dạ thích ăn đồ Thái đó. Hằng ngày thì bé nhà em đi học đến mấy giờ? Đi học tới 4 giờ chiều chị. Mỗi lần đưa đón con mà ở xa nó đi lại cũng mất bao nhiêu thời gian. Dạ đó. Cho nên là em rất là hay ưu tiên là phải muốn cho học một cái trường nào đó nó gần gần một chút xíu. Tại sáng kêu đi dạy đi học cực lắm. Nhà hàng Thái Bangkok nè. Là thấy không gian Thái rồi đúng không? Yeah. Màu tím này. Em có hay thích đi du lịch đâu? Thích lắm luôn á. Em có hay thích ăn đồ Thái không? Em thích lắm luôn á, tại vì cái vị của em á là cái vị vừa chua vừa cay. Nên là dạ thích ăn đồ Thái đó. Hôm nay là mình sẽ trải nghiệm một vài món đặc trưng của Thái nè, xong sẽ kết hợp thêm một vài món Thái chay. Trước giờ chị chưa bao giờ ăn những món mà chay mà của Thái cả. Hôm nay mình sẽ thử xem là nó có cái gì khác biệt với đồ chay Việt Nam này không. Rồi, đây là những món mà chị đã đặt trước. Đầu tiên là nhắc đến thì sẽ không thể nào thiếu được món lẩu tôm nhum. Dạ. Tôm nhum có tôm, nấm và có một tí nước cốt dừa trong nó. Còn cái này là thịt bò nướng với sốt tái nè. Đây là cá tre ăn chung với lại gỏi xoài. Thì ở đây có cái gọi miếng xào chay. Đúng không, em biết là gì? Cái gì chiên? Cái này là nấm kim châm chiên. Dạ, em thích ăn nấm kim châm lắm á. Dạ. Còn một món đặc biệt sẽ để dành cuối cùng. Đó là một món mà bếp trưởng sẽ ra để biểu diễn cho mình. Món gà đốt rượu. Có nghĩa là sẽ làm đây luôn. Biểu diễn cho mình ở tại đây luôn. Xong mình được ăn liền luôn. Ăn liền luôn, ăn tại chỗ luôn. Chuẩn dạ. Mình ăn thử đi nhá, xem các món ở đây như thế nào. Mời em. Mặc dù là hôm nay là hơi khan tiếng nhưng mà đồ ăn mà trước mặt em là em không bao giờ có thể từ chối được. Rất là giòn á chị. Giòn, ngon nha. Nhưng mà cái bột bên ngoài cái vị rất là ngon, vừa ăn. Cái đồ của Thái thì lúc nào nó cũng có cái vị vừa cay, chua và một tí ngọt ngọt hả? Nhưng mà chị có ăn cay được nhiều không? Ăn được cay cũng khá tốt á, nhưng mà không dám ăn ớt hiểm. Không dám cắn được trái ớt không? Trời, em ăn là cắn ớt quá trời. Cái món nào mà ngon tới cỡ nào đi nữa mà không cay thì em vẫn ăn không thấy ngon nha. Nó phải có một tí ớt cay vào thì nó sẽ ngon hơn. Nó kích thích cái vị giác của mình hơn. Em thích ăn đồ ăn châu Á hoặc đồ ăn của Việt Nam thôi. Còn mà đồ ăn Âu, đồ Tây, đồ này nọ là em ăn không được luôn. Ăn không thấy ngon á. Đúng hả? Dạ. Thế là chưa ăn đúng món này, cũng đồ Tây cũng có rất là nhiều món ngon mà. Mỗi lần mà em đi nước ngoài em toàn phải đem theo mì gói nha. Nghe tội nghiệp. Dạ. Đó, bỏ vô nhìn hấp dẫn ha. Ở nhà thì thường thường chị có nấu ăn không? Hồi xưa chị sợ vào bếp lắm. Từ nhỏ thì cũng quen là việc là bố mẹ sẽ nấu cho mình chỉ việc biết đi học đi về là cơm sẽ có sẵn là tới giờ mình ăn với gia đình thôi. Sau khi mà lập gia đình tự dưng lại mình lại có một cái động lực. Em thấy rằng là vào bếp là nấu ra những món ăn cho gia đình cùng nhau ngồi xuống để dùng bữa ăn mà mình chuẩn bị, đích thân chuẩn bị á, là một cái gì đó nó rất là hạnh phúc. Mình hạnh phúc rất là giản đơn luôn á. Em thì em không nhớ được một công thức của một món ăn nào hết trơn. Mỗi lần muốn nấu là đều phải lên mạng để search hết. Sau khi mà mình nấu hoàn chỉnh cái món đó thì mình sẽ thêm những cái vị mình thích vô. Nhưng mà hên là chưa có lần nào chưa bị chê đúng không? Sushi con em rất thích ăn gà. Lần nào vô bán Thái á, là em cũng phải gọi một cái phần mà gà cuộn lá dứa. Cái món gà ở đây là đặc biệt như vậy thì phải thử. Để ví dụ mà ngon thì dẫn con lại ăn liền. Mà chị thấy em ăn cũng thoải mái á, không có kiêng gì đúng không? Trong một tuần thì em sẽ dành một ngày ra để ăn thoải mái. Em cũng đi tập yoga, chị có tập yoga không? Hồi trước chị có. Chị thấy em giữ dáng rất là tốt luôn á. Sinh được một đứa rồi mà thấy vẫn như là con gái. Tại vì em là mới chỉ có một con thôi. Nhưng mà em đang không biết là ví dụ mà em có sinh thêm nữa thì có được giữ dáng được như chị không? Nói về giữ dáng thì ngoài việc tập yoga thì thông thường em có tập thêm cái gì nữa không?
Tại vì em đi hát á, cho nên em cũng thường xuyên tập nhảy nữa. Hồi xưa em có bầu em tăng cân nhiều không? Em tăng lên 16kg. Chưa gì so với chị, lần nào chị có bầu cũng phải lên 25-26kg. Trời, vậy là nhiều, nhiều khủng khiếp á. Có hiểu là tại sao mình có thể cho phép mình tăng cân nhiều đến như thế? Xong rồi sau thời gian bao lâu thì chị mới giữ lại dáng được? Lúc đầu thì khoảng 3 tháng là chị lại dáng như trước rồi. Lúc sau thì cũng phải 4-5 tháng. Lúc cuối thì cũng phải 6 tháng. Đặc biệt là 3 tháng đầu tiên sau sinh á, là giai đoạn mà dễ xuống cân nhất. Nếu mà em để nó quá lâu, nó sẽ những cái mỡ tích tụ đấy nó sẽ thành mỡ rắn thì nó rất là khó xuống. Đây là món gà đốt rượu mà nãy chị nói em nè. Bếp trưởng là người Thái luôn. Hello. This one the in Thailand like this the Thai language. Thai language is the cai pu hop phai. Cai pu hop phai. Yeah, this is the chicken of the lava. Đây là rượu whisky là đốt xong là sẽ rưới lên trên con gà thì nó sẽ cháy bùng lên như là một cái núi lửa nó. Nhìn như phượng hoàng, phượng hoàng. Như phượng hoàng nó đang bay. Yeah. How about on the bottom? What do we have there? Tomato. Grapes. Pineapple. Oh, có dứa, có nho, có cà chua nè. Thì nó sẽ cho thêm những cái vị ngọt vào trong cái nước sốt từ dưới. It's a little spicy too, or sweet and sour. Sweet and sour. Yeah. Số này sẽ hơi chua chua, ngọt ngọt. Yeah. Nhìn hấp dẫn. And on top of the chicken, you have to add a layer of honey. Is that honey you roast already, right? Yeah. And then you will burn with the alcohol. Và trước khi đốt lên thì họ sẽ quay con gà, thịt gà này với lại mật ong ở ngoài rồi. Thế nhưng nó đã chín hết rồi. Còn cái phần mà đốt rượu chỉ là biểu diễn một tí, là cho nó có một tí mùi ở trên thôi. Cho một tí mùi như là rượu whisky á không chị? Nè đó, xong lại một miếng nước sốt rưới ra. Thank you very much. Cảm ơn khách. Đây, chúng ta phải thử món này thôi. Hấp dẫn quá. Nghe mùi rượu nhẹ nhẹ rất là thơm. Chua vừa phải và cái độ ngọt của nó rất là thanh lắm hả? Cái phần sốt nó rất là ngon đó chị. Ở bên trong cái phần thịt gà, gia vị vẫn thấm sâu bên trong. Họ ướp cái một lớp mật ong và họ quay cho nó thấm dần vào. Em được cái là nhịn ăn rất giỏi. Nhưng mà trước mặt mà thấy đồ ăn thì cũng không thể nào ngừng được. Món này rất ngon, rất thích. Nhưng mà món này nó cũng rất gầy đó nha. Mình ăn mà ăn xong chắc ngày mai là phải nhịn ăn cả ngày chứ không phải là một bữa nữa mà nhịn. Nhịn ăn cả ngày mà còn phải đi tập lại nữa chị. Không dễ bị dụ dỗ quá ta. Dễ lắm. Công nhận hôm nay hai chị em mình cũng ăn được quá ha. Ăn nguyên một bàn thức ăn. Và nếu như thường ngày mình chỉ cần ăn một cái phần này thôi là mình cũng muốn no rồi. Trong một tuần thì em sẽ dành một ngày ra để ăn thoải mái. Nó lại là riêng đồ Thái thì chị có thể ăn cả ngày. Cái miệng thì vẫn còn thèm nhưng mà cái bụng nó không chịu nữa. Không chịu nữa rồi. Thôi ăn no rồi, bây giờ chị em mình đi sang cái quán cà phê đi. Dạ, yeah, ok.